Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ. Thưa quý vị, như anh Thơ đã hứa chương trình kỳ trước, đó là trong chương trình kỳ này thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại diễn viên hài Trường Giang để mà nghe anh tâm sự thêm về những cái nốt thăng của anh trong thời gian vừa qua. Kỳ trước thì mình đã tâm sự rất là nhiều về những cái giai đoạn khó khăn nè, kể cả trong cái cuộc sống gia đình, rồi cái quá trình mà Trường Giang đến với nghề rồi. Thì có lẽ là cái cột mốc là khi mà Trường Giang được đóng vai một cái ông già trong một cái vở kịch tại sân khấu Nụ Cười Mới, có lẽ là đó cái duyên. Cho nên là sau đó thì cũng có rất là nhiều những cái vai già tiếp theo, đúng không Trường Giang? Và đặc biệt là Trường Giang cũng trụ tại cái sân khấu này cho tới thời điểm hiện tại luôn. Nếu mà nói là cái vai diễn mà mọi người biết đến, đó là Trường Giang chứ không phải là một anh chàng quần chúng nữa, thì đó là vở nào, Giang có nhớ không? Nếu mà nói về gọi là biết Trường Giang là cách đây thôi chứ không lâu. Còn nói về sân khấu Nụ Cười Mới là sau đó, sau cái kịch đó thì anh Hữu Lộc mới nói là thằng này đóng được, thôi kịch sau cho mày đóng tiếp. Thì mình vẫn nghĩ rằng là mình sẽ được giống như quần chúng nữa, bởi vì có diễn là vui rồi, có diễn là vui rồi. Thì lúc đó mà sau đó một cái kịch thì có một cái anh diễn viên khác đóng vai chính chứ không phải là mình. Lúc đó mình cũng nít, mới vô mình đâu là cái gì, mấy ảnh là trong nghề rồi. Thì cái anh nó đóng chính, mình sẽ đóng quần chúng tiếp, là mình có được cái tên trong cái danh sách những người tham gia trong kịch đó là mình thấy vui. Thì đùng một cái thì cái anh anh kẹt thì ban giám đốc thì mới gọi điện cho mình, nói là cho em đóng vai chính. Đóng vai chính luôn, đóng vai chính chứ luôn. Không phải là một vai mà có thoại nhiều nữa, đóng vai chính luôn, một đứa tuổi teen đóng vai chính luôn. Thì lúc đó mình cũng thấy vui, cũng nhót, bắt đầu mình lên mình tập. Anh đạo diễn là Hồng Nguyễn Hữu Lộc đạo diễn luôn. Tập. Mình chỉ biết la vui tập. Thì lúc mà công diễn thì nó lại vui. Đó, công diễn thì lại vui. Thì cái vai diễn đó là trẻ hay già? Trẻ, tuổi teen. Tuổi teen bỏ đi bụi đời. Kịch nó tên là Bụi Đời Teen. Thì lúc đó là cái vai đó diễn vui. Thì đó anh Quỳnh Linh anh cũng có đi coi. Anh mới giỏi vai, anh nói giỏi. Thì ảnh chỉ nói là giỏi thôi, tức là ảnh có một lời khen đó thì mình cũng thấy vui. Tại lúc đó anh Quỳnh Linh là ai mà được anh khen đâu phải đơn giản. Đúng rồi. Mà mình cũng không nghĩ gì, mà lúc đó mình cũng không biết gì. Mình nghĩ chắc ảnh nói này diễn vui nè. Mình nghĩ trong đầu là vui, có Linh khen là mình cũng thấy vui, thì mình càng thêm sung để mình diễn. Đó là khán giả trong rạp nha, biết cái vai đó là mình đóng là vui, thì người ta mới hỏi mình tên gì. Hỏi những người bán vé thì hỏi là cái thằng mà đóng cái vai Nguyễn Tuấn Anh đó nó tên là gì? Nó tên là Trường Giang. Nó diễn cũng vui. Năm 2011 á, hình như 11. Thì anh Đàm Vĩnh Hưng mới gọi điện. Mới mời đóng một cái kịch miền Trung trong chương trình miền Trung. Anh gọi điện mời mình viết kịch bản và đóng luôn. Thì mình cũng thấy vui. Nhưng mà hồi trước đó thì mình có thử lần nào chưa, mà sao lần này mà được mời đóng là trước trong đó một thì, chương trình với lại Đàm Vĩnh Hưng là trước đó thì mình có đóng live show Cẩm Ly hai lần và đóng những cái kịch bản chung với anh Hoài Linh và anh Đạm Nhân Ngịnh cũng có biết rồi đi với anh Hữu Lộc. Nhưng mà sao mà tin tưởng mà giao viết thì luôn? Đó thật sự ra lúc đó thì anh Hưng ảnh không biết sao anh á. Anh nói là anh làm một chương trình miền Trung, nói về người miền Trung, bài hát miền Trung, tất cả nghệ sĩ đều là người miền Trung. Anh muốn em viết một vở kịch, anh Hoài Linh và chị Cẩm Ly đóng chung một vở kịch nói về miền Trung. Đó là kịch bản khó hài khó rồi. Thì lúc đó tập được mấy buổi xong lên diễn xong thì quay hình thì may mắn sao thì ra khán giả coi lại vui, khán giả lại thích. Thì ông Hưng cũng nói là cái này vui á, khán giả sẽ biết tên em là Trường Giang. Nói là con mình nói thiệt. Thì lúc đó may mắn sao là cái đĩa đó phát hành thì người ta coi, người ta lại thích. Là từ đó người ta biết tên là Trường Giang. Chào em, gia đang có chuyện án dài đúng không? Bác ơi. Đúng chị, chú nói nhà, già anh đang có chuyện nặng dài đúng không? Đúng chị đúng mày. Con thời sinh viên con đi học, con có gặp những người bạn chung ở miền này con biết. Phải rồi, tôi là Tây Bội mà tôi học bên Tây đấy. Học bên Tây về hả? Ừ. Tây dạ. Nổ. Tây Tạng. Dạ, con dịch cho bác. Thầy nói rằng là thầy học ở bên Tây về. Mời thầy Ngâu. Thầy rất là cao thâm. Dạ, đi ngang đây thấy gia đình mình có cái chuyện mà nan giải nên là thầy muốn vào đúng rồi. Chúng là tôi đi ngang đấy với tôi tự cái giá thế nào, có chuyện nan dài với tôi muốn từ đây là tôi giải quyết trong chung trò cho đi chứ đâu làm anh có việc không đó. Dạ mời thầy uống nước. Mời thầy bác ơi, là thầy muốn ra tay làm phước
giúp đỡ gì cho mình. Phước rửa đồng. Đúng rồi, tức là tôi bố đi ni để tôi về cho anh như cái chuyện mà để anh giải quyết cái chuyện nắng dài nữa đó, là khi mà cái chuyện mà mình gặp rắc rối như rửa đó thì mình cũng giải quyết được, thì có người khác họ dạy vô giải quyết giúp em nó có đúng không nè. Hiểu gì không ba? Là mình không giải quyết được sẽ có một cái người được gửi từ trên trời xuống đó. Trời. Đó. Thầy hay quá thầy. Tại nhà tôi đang có chuyện khó khăn. Phải rồi. Thầy vô là phước quá. Phước quá thầy uống nước thầy có bị Covid ốm không? Có. Cảm ơn. Dạ. Thưa thầy. Thưa cái chuyện là răng nói là nghe là tôi giải quyết dùng chó đấy. Dạ, chẳng giáo chi thầy. Dẫu mà răng được mà dẫu. Dạ. Tôi là thầy mà em sẵn không dẫu tôi được. Dạ. Về chứ mà dẫu tôi được. Đây là tôi còn biết đấy rất ràng đấy này. Dạ. Ngày dạ. Trước đây là chứ là ông là răng đập con này. Đúng không nào? Là ngày trước là chứ ông là như gà trống nuôi con rồi đúng không nào? Gì ba? Ba bị gì vậy? Sao bác? Ông nói cái gì, ông nói cái chi mà đập rùi nuôi gà trống chị mày? Đó, cái gì đập rùi mình đó. Dạ không bác ơi, thầy có cái thiên lý nhãn, nhìn là biết bác đang ở trong cái hoàn cảnh là gà trống nuôi con. Đó, thằng đi nói lạc mới đúng nè. À quá thầy đúng rồi, tôi một mình nuôi hắn mấy chục năm đi rồi. Đó, tôi biết rứa, dạ. Tôi mới tới đây tôi giải quyết cho mẹ nó vấn đề nắng dài, mà chứ là vấn đề nắng dài là chuyện chỉ đó, nói tôi nghe là tôi giải quyết cho ảnh đó nè. Dạ, năng dở quá nè, năng dở. Dạ, năng giải đó. Dạ, con Ni á, là hắn vô Sài Gòn, nó hạt mấy năm trời, lò mấy năm trời rồi. Mà hắn thương thằng Ni, mà con Ni tụi mẹ con Ni tụi tí, hật, chết. À, tức là con Ni tụi mèo, thằng Ni tụi tí. Không phải, con Ni tụi mèo, đúng rồi mà, thằng Ni tụi tí. Thì đúng rồi, tôi nói thằng Ni tụi tí. Không phải tụi tí, Ni tụi tí, con Ni tụi mèo. Mố, tôi nói thằng tụi tí mà. Không, con Ni tụi mèo, thằng Ni tụi tí. Thì tôi còn nói hàng tỷ mà, tôi nói hàng tỷ mà. Thầy nãy giờ thầy nói tụi tỷ riết. Mô, tôi nói hàng tụi tỷ. Không, thầy câu đi tụi mèo. Tụi tỷ là tụi đi. Và sau đó thêm một vài kịch cũng tham gia anh Linh nữa. Và cũng nói tiếng đó nữa. Tức là có hai cái kịch bản tham gia anh Linh nói tiếng đó rồi thì người ta cũng thích. Rồi sau đó là Ô Xin là ông nội. Rồi cũng tham gia anh Linh. Đó, người ta cũng thích và cũng vui là may mắn là cái kịch bản mình cũng chả là gì, mình viết kịch bản chả có gì cả. Nhưng mà lên thì anh Linh nó là chỗ này phải sửa vậy nè. Thêm chứ này mới cái kia. Thì nó dạ anh sửa giùm em. Nó nói, ok sửa. Hai anh em sửa tập với anh Chí Tài nữa. Cuối cùng nó lại là vui. Thì may mắn là khán giả lại thích nữa. Thì người ta lại nhớ tên mình. Xong là nó thành một cái làn sóng luôn lúc đó. Thành một cái gọi là tại vì đã lâu rồi không có một nghệ sĩ trẻ mới. Đúng rồi. Đó, người trẻ mới để mà người ta có một cái đổi cái, gió đổi gió và có một cái đặc biệt là may mắn là mình biết nói tiếng miền Trung là tiếng quê hương mình. Thì người ta cũng cảm nhận à thằng này trẻ nè mà nó lại nói tiếng miền Trung nè, lâu rồi cũng chưa có kịch bản gì nè, cũng vui á. Thôi kệ, biết nàng nó tên Trường Giang nó mình cũng vui. Nhưng mà ví dụ như mình đi diễn những cái vở mà giọng miền Trung vậy á thì mình diễn cho những cái nơi ví dụ như miền Tây đi, mọi người nghe mọi người có cười được những cái có, nhưng mà mình phải biết tiết chế. Ví dụ như mình diễn miền Tây thì mình sẽ nói chậm lại. Ví dụ mình diễn miền Tây Nguyên, ví dụ như là Đắk Lắk, Gia Lai rồi là toàn người miền Trung không à. Đúng là rồi. Mình nói là người ta hiểu liền. Còn xuống miền Tây là mình phải nói chậm lại. Nói chậm lại với nhịp độ là gần như là 50-50, giảm bớt 50. Nhưng mà sau đó thì Trường Giang không có chỉ có bó hẹp mà cái khả năng của mình ở cái giọng Quảng Nam nữa. Đúng rồi. Mà cũng phát triển thêm rất là nhiều giọng của những cái vùng miền khác. Đó là cái năng khiếu của mình cũng giả giọng tốt đúng không? Mà thường hay mình bám ai để mình học chứ. Nói chung là cái tiếng mỗi miền này nó đều có một cái nhấn và một cái hay hết. Học được tiếng miền nào của mày thì vì thật sự ra bây giờ cũng đang học tiếng Bình Định. Quê vô thì chèm nói miền nghe đang học. Còn cái tiếng Huế thì cũng nói được chút, tiếng Bắc nói được chút. Còn cái tiếng Nghệ An là học không được. Tiếng Nghệ An là anh Linh chỉ, cứ dụ anh Linh hoài. Ví dụ anh em đi đâu chung xe đi diễn, anh nói tiếng Nghệ An nghe chơi. Anh Linh cháu thì đi múa mà cái nghe mà hang mà tôi ra đi múa thầy bu đi tí mà mà tí anh nói gì em nghe em thấy mắc cười chứ em không hiểu thì cũng không hiểu được đâu. Kêu anh chỉ là cho mình thì anh chỉ mà mình nói không được. Còn cái tiếng Huế là anh chỉ nè, tiếng Bình Định là diễn chung nhảnh là anh chỉ nè. Còn tiếng Nghệ An tiếng Nghệ tỉnh là anh chỉ mà mình nói không được. Cái quan trọng ở cái tiếng học được là một chuyện, nhưng mà người ta mắc cười là ở những cái nhấn nhá. Như anh Linh là anh được cái chỗ đó là anh có thể nói được cách tất cả một vùng miền tiếng dân tộc anh nói cũng được. Tiếng mình nói được, mình cũng nói được, như anh nếu tiếng dân tộc mình nói được. Đi mô răng công đi chung rừng rây về về cũng không thể con vợ ở nhà sáng bạc tay con vợ chệt luôn, ví dụ vậy.
nhưng mà mình không nhấn được nhạnh. Nhưng mà thật ra là rất là may mắn cho Trường Giang đó, vì khi mà ra gặp, có cơ hội, có cái duyên được làm việc chung với một người rất là giỏi như anh Hoài Linh. Và cùng giống như là Trường Giang hiện tại là đang đi cái hướng giống giống như anh Hoài Linh, là cũng là mang lại tiếng cười thông qua cái việc là nói được nhiều cái giọng vùng miền khác nhau nè. Thì những cái tiếng cười nó cũng vui mà cũng sâu sắc nữa, đúng không? Vì da ông già nữa. Nhưng mà cứ như là đó là cái may mắn, có một người để mình học hỏi. Nhưng mà có sợ là nó hơi bị giống nhau quá không? Cái màu sắc nó giống nhau quá. Có nhà báo đã từng hỏi câu này rồi. Nhà báo không vấn thì hỏi là em diễn vậy thì em diễn chung với anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh cũng nói các vùng miền, miền Trung. Anh Linh nói rất hay. Em cũng nói tiếng miền Trung, em nói cũng được. Và anh Linh ảnh quá nổi tiếng đi. Em diễn chung với ảnh thì hai người giống na ná như vậy thì em có thấy ổn không? Em có sợ không? Em có thấy cái bóng Linh quá to không? Và em ra diễn ở ngoài thì người ta nói em là đệ tử Hoài Linh thì em thấy có nhột không? Mình trả lời rất thẳng thắn, nói là em với Linh có cùng một mô tiếp diễn, tức là không có ồn ào, không có vội vã. Có nhiều người là diễn ra diễn là có nhiều người là còn có nhiều người là giống như Giang Hoài Linh là thôi mà, tức là diễn cứ từ từ, cứ thông thả. Và lâu lâu là có những miếng nó mạnh, lâu lâu có những miếng nó cười, nó xâm thí xíu. Tại là mình cùng với em, nhưng mà cái cách diễn và cái phong thái của mình với Linh nó khác nhau hoàn toàn. Bởi vì mỗi người có một cái nét. Đúng rồi. Rồi nhà báo hỏi là diễn chung với Linh có sợ cái bóng của Linh không? Thì mình nói là không, em mừng, em vui và em muốn ở dưới cái bóng nó hoài cũng được. Bởi vì cái bóng nó che chở cho mình, và cái bóng nó dạy mình, cái bóng nó chỉ cho mình, cái bóng nó dắt mình đi. Và cái bóng nó có cái bóng đó thì mình không hề bị trục trặc gì cả. Có cái bóng đó thì mình không có bị gọi là xác suất thất bại, không có. Thực ra đóng kịch cho Minh Linh và kịch bản hay và anh Linh gộp lại thì hai anh em gộp lại thì không sợ nó bị cái thất bại. Thì ngại gì phải bước ra khỏi cái bóng đó. Thì nhà báo hỏi là nhưng mà ra ngoài đời người ta hỏi đi đâu em diễn trong thì nghệ sĩ gọi là cái thằng đó là Trường Giang là đệ tử Hoài Linh đó. Thì Giang có buồn không? Nói ủa sao buồn? Mà hỏi là nhà báo, mình hỏi là nhà báo là vậy chị ra ngoài đường chị thấy có ai nói một nghệ sĩ khác là đệ tử Hoài Linh chưa? Đúng rồi, hình như có mình em người ta nói đệ tử Hoài Linh. Nó cho tính bây giờ mình em là người ta nói là đệ tử Hoài Linh thì có ai có được cái đệ tử hơn em không? Và đệ tử cho một danh hài tồn tại trên đỉnh suốt 15 năm ở Việt Nam và hải ngoại thì có ai được đệ tử một người như vậy mà em được thì là cái hạnh diện quá tự hào của em rồi, thì mắc mớ gì em phải sợ. Đúng rồi. Và có lẽ là bản thân Trường Giang hay cả anh Hoài Linh đi thì cũng cảm thấy là cũng khá là hài lòng và tự hào về cậu học trò của mình, khi mà mới đây thì Trường Giang cũng đã được một cái kênh mà chia sẻ video lớn nhất toàn cầu là YouTube. Cũng ký độc quyền những cái sản phẩm hài của mình trên đó, đúng không? Đây là một cái vinh dự mà không phải là ai cũng có được. Ở Việt Nam mình thì chỉ có một vài cái cá nhân thôi, và trong đó là có Trường Giang. Nhờ vào hình như là cái lượt xem cao, cái những cái video, tức là bây giờ hiện tại là có những cái sản phẩm mà Giang đóng trên YouTube là có một trong những người có lượt view cao nhất của YouTube. Nhưng mà với công việc của Trường Giang bây giờ thì đã có thể lo lắng được cho gia đình mình nhiều hơn không? Thì thật sự ra đối với Trường Giang lo lắng thì không cần thành công hay là thành công. Đã lo lắng là Trường Giang lo lắng từ lúc mà chưa có gì vẫn lo lắng. Chưa có gì thì mình lo sức khỏe, mình lo nhà cửa. Có gì rồi thì mình lo thêm chút tiền bạc. Còn có gì nữa thì mình có thể mua này kia. Nói chung là có gì lo đó, quan trọng nhất là gia đình lúc nào cũng là số 1. Rồi trong thời gian tới đây thì không biết là Trường Giang đã có những cái dự án nào mới để mà giới thiệu đến công chúng hay không ạ? Sắp tới thì Trường Giang sẽ có là một loạt cái hài mới độc quyền YouTube. Và sẽ phát hành cái DVD riêng. Và sẽ có tham gia mấy bộ phim nhựa cũng sắp chiếu. Nhựa Tết và nhựa hè. Hứa hẹn là sẽ là một năm rất là sôi động với rất là nhiều những cái sản phẩm hài của Trường Giang, đúng không? Nhưng mà một lúc mà mình cho ra một loạt như Trường Giang nói như vậy không, có sợ khán giả hơi chán nhiều quá không? Không, bị bội thực. Cái vấn đề thì không sợ là nhiều mà sợ là mình ra có sản phẩm có chất lượng không? Đúng đó. Rồi. Ví dụ Trường Giang sắp tới sẽ ra nhưng mà sẽ lựa, ví dụ như tháng này ra cái này, tháng sau ra cái kia, tháng sau nữa. Và bên nhà sản xuất người ta cũng sẽ sắp xếp chứ không phải là người ta để mình tự làm. Và sắp tới mình cứ làm live show một vài anh chị em nghệ sĩ nữa. Cảm ơn Trường Giang rất là nhiều cũng đã dành thời gian để đến với chương trình. Và thật sự là qua hai cái số của Nhịp Cầu Nghệ Sĩ vừa rồi thì khán giả chắc chắn là cũng đã có một cái nhìn toàn cảnh về một Trường Giang cả ngoài đời lẫn trong công việc như thế nào rồi. Cảm ơn Trường Giang rất là nhiều. Chúc Trường Giang sẽ
gặt hái được thật là nhiều thành công. Và cũng như là khán giả sẽ thật là hài lòng những cái vai diễn, những cái dạng sản phẩm, dự án của Trường Giang trong thời gian tới đây. Và cố gắng là để mang đến thật là nhiều tiếng cười cho công chúng nữa nhé. Cảm ơn anh Thơ. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.